Chiều ngày 20 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên chức và lực lượng dân phòng trên địa bàn xã. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các ban ngành đoàn thể xã, cán bộ công chức và người lao động, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn và lực lượng dân phòng trên địa bàn xã. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nhấn mạnh: Thời gian qua, xác định được vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xã Hòa Bình đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên phối hợp kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí thiếu tá Vũ Xuân Viện, đội trưởng đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thủy Nguyên đã thông tin nhanh tình hình phòng cháy chữa cháy trên cả nước nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác điều tra, rà soát, nắm tình hình về công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ hộ gia đình trên địa bàn xã để triển khai các biện pháp phòng ngừa các tình huống cháy nổ có thể xảy ra, đảm bảo thuận tiện về giao thông, nguồn nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy, quan tâm tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, đầu tư trang thiết bị cho đội dân phòng chủ động phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở và phối hợp xử lý các vụ cháy có thể xảy ra trên địa bàn. Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã được cán bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thủy Nguyên truyền đạt những kiến thức cơ bản và các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác phòng cháy chữa cháy, quy trình xử lý khi có cháy xảy ra, cách sử dụng bình chữa cháy và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong quá trình sử dụng khí ga. Sau khi được truyền đạt các nội dung lý thuyết, các học viên tiếp tục được cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Thủy Nguyên giới thiệu và hướng dẫn các thiết bị chữa cháy thông dụng như bình bột, bình CO2 và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công chức và nhân dân xã Hòa Bình, từ đó chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.